đây đức thầy cũng cho biết nè, khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn, từ tài gian còn thiện chỉ tồn, cảnh xương núi máu xương tha thiết đó. Tôi nói hoàng nằm đói nè, hoàng nằm đói nè, rồi nước hoàng nằm dưng lên luôn nè, tôi nói thôi luôn. Ghê gì không hay? Hả? Ghê gì không hay, ghê dữ hả? Ừ, tôi nói cho nghe vậy thôi. Hình như trong giảng của các bậc tiền bối trước á, có nói là năm dần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm mẹo như tơ có cùng, thì có phải là giống như là ông hay nói không? Thì đó, đó, cũng biết nhiều vô luôn đó. Bởi đức thầy nói là tôi thấy đức thầy rõ ràng luôn. Tôi thấy đức thầy là ông giới chừng nào mà râu của ta ở trên mặt tới dưới đất này là rồi rồi nha, rồi rồi đó nha. Đức thầy nó tu lẫn mà chết, chứ đừng để chết mà chẳng có tu đó. Giờ cái cuộc đời nó gần tới rồi thì mình phải tu như thế nào để kịp cái cuộc hội lâu hoa gì? Ông hai có thể chia sẻ cho bà con rồi không? Bây giờ nè, đức thầy nói tu gấp kẹo mau quá trễ, chừng đỡ đầu có kiếm điên khùng, thì ta nên làm việc thắng nhai chứ chỉ bình lòng thông thả đó, thì cái việc là lo tu hiền mà được mới thông thả. Còn nếu không lo cúng lại, cứ việc cúng lại niệm Phật ăn chay là tu hành mau đắc quả đó. Vậy mình phải tu hành như thế nào không hai? Tu hành bây giờ mình phải trước khi phải cúng lại sớm mơ với chiều, gắn chí nguyện cầu, gắn cúng lại đó. Đức thầy cho biết là sớm mơ với chiều gắn chí nguyện cầu dự kế gì đó. Thì quý vị cũng quan hỷ cho ông hai, vì ông hai cũng lớn có tuổi rồi thì cũng có khi nhớ dạng, có khi không nhớ. Vậy thì ông hai ơi, thì bây giờ thì cũng có vài anh em bảo với con rằng á là bây giờ đời tới rồi thì tu còn kịp không hai? Bây giờ tu thì cũng kịp vậy, bây giờ đức thầy mới tu kịp bây giờ đó, phải niệm 6 chữ Di Đà tan chứ nghiệp. Dạ. Từ thiền bồng rước lễ non bồng đó, thì bây giờ phải ráng mà lo tu. Lần gặp thầy, nếu mà không tu làm sao gặp, thì chỉ có Nam Mô với Đạo Phật mới gặp thầy thôi, chứ ngoài ra không có gặp được. Bây giờ ông bà cô bác anh chị em đó phải nghe lời tôi, phải ro cúng lại, ráng niệm Phật, lo tu hiền đó, rồi làm lành lánh dữ, sách thính đạo ta nghi gì, sách thính đạo ta nghi xong gì cái vô câu đó quên rồi. Mà đức thầy cũng cho biết thêm, bây giờ mình á, thì giờ đức thầy biểu mình nhịn nhục với nhau, lo mần ăn và lo tu hiền chân chất, ta chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, dạy tha thứ cho nhau đó. Thì mình hãy coi gương, sau đó mình mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu giúp chúng sanh. Thiện nam thánh nữ đó, nhà Phật đó, trong tôn giáo đức thầy có biết là trong rảnh lúc rảnh việc thường câu kể giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ tục lợi chân chánh, bỏ tất cả dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi đó. Thì mình bây giờ mình phải ráng lo 8 điều răn cấm của thầy dạy, mình phải nghe lời đó mà lo tu hành. Vì các tất cả chúng sanh đó, bây giờ nếu đó trường hợp thì tu thì phải cúng lại ăn chay niệm Phật là lo tu hiền. Lần mà ngày sau sống hội hôm qua chọn người hiền đức đó, bây giờ ông bà cô bác anh chị em đó phải ráng nghe lời thầy ủng hộ, thầy ủng hộ mình để đậu mình, đậu gì, đậu chưa cứu người hiền thôi. Rồi đây nè, đã tôi nói cho nghe, ngày sau đó là sấm nổ đó, là có thú dữ ra hết, các người không giữ nó tha hết đó, nó tha hết trơn, nó cắn giết hết. Còn nữa sao nè, chừng nào bảy núi thành vàng đó, núi nổi đó có đền vàng đội vẽ, thì con sáu thần đó, nó ở dầm nao đó, là ông năm chèo đó, nó táp một cái là 500 đó. Ông bà cô bác phải ráng giữ mà lo tu hành gấp gấp kẻo mau quá trễ đó, chừng đó đầu có kiếm điên khùng đó.
chị ta nên làm việc sáng ngay. Bây giờ đó phải ráng lo tu hành, lỡ mai gặp thầy ngày sau mà mới gặp được, chứ nếu không tu, không cúng lại, không niệm Phật là không bao giờ đắc đạo được. Đức thầy cho biết là muốn đắc đạo đó là phải niệm Phật cho giữ mới được. Niệm Phật cho giữ đặng trai và cúng lại cho tròn, đó nhịn nhục với nhau mà mới hành đạo mới được. Còn nếu mà đây, tôi xin nói thẳng ra đây là người đi cầu nguyện nè, tôi dám nói luôn, Đức thầy cho biết nè, chớ mướn người ngoài cầu nguyện có siêu đó. Ăn là trong bốn cái điều đó là cha mẹ, ăn tổ tiên cha mẹ và đất nước đồng bào đó, là phải làm sao cho đền thì trả mới trả cho rồi đó, trả cho rồi ta mới được đi. Còn nếu mà trả không rồi làm sao ta đi được. Còn điều thứ hai nữa đó thì Đức thầy cũng cho biết là muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rời từ bi, hay là hương đăng nghi giúp lễ vọng cầu, cám lòng bá tánh nguyện từ câu, chí quyết một lời ta độ tận, dắt chúng sanh lên cảnh mộng sầu, hay là tây phương thế giới của xa, thành tâm thì có Phật mà đâu lai. Bây giờ nếu mà hành như vậy được là mới trọn vẹn. Còn nếu mà hành không được, không có trọn vẹn chỗ nào hết. Rồi. Thì chúng cháu cũng xin cảm ơn ông hai chịu qua để chia sẻ những lời rất là bổ ích cho bà con cùng nghe. Thì ông hai cũng là tôi xin kể cái chuyện này luôn. Đây Đức thầy cũng cho biết nè, khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn, từ tài gian còn tiện chỉ tồn, cảnh xương núi máu xương tha thiết đó. Từ này sau nè, đó núi nổ rồi đó, là ở dưới sông là toàn là máu không. Đó cho ông bà cô bác cho anh chị em nghe, máu không cho không có mình uống được. Đó là qua lỗi dân giáo mà máu tràn dưới sông đó, máu nhộm dưới sông đó. Thì ông bà cô bác ráng giữ câu đó đi, ngày sau sẽ chết thảm thê lắm. Phải ráng mà bây giờ lo tu, Đức thầy tu lẫn mà ủng hộ mình, lẫn mà ngày sau kịp hội long qua chọn người có mà, cái người hiền có mặt. Đó, người hiền là gì? Ngày sau là chỉ còn có một phần thôi, chứ không có còn hai phần được. Bởi vì 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra tới mình. Đó, thì phải ráng mà lo ai giữ gìn, lo tu hành thì mới được. Tu hành mới qua, mới khỏi cái chuông đó. Ngày sau giặc giả đánh là bốn phương khắp hoàn cầu thiết xiết xa xa. Chữ Nam Mô, cái gì? Chữ Ma Ha, đừng xem cái non núi. Chúng đục đỡ những cây với củi, chờ đắp xi măng sơn phết đặt tên, ngục ba thầy giờ kế một bên, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Đó, mà cái đó mà không niệm Phật, đợi gì nữa. Niệm Phật được ta mới được về cõi cực lạc. Còn nếu mà không niệm Phật á, không có về cõi cực lạc được đâu. Thì Đức thầy cũng cho biết thêm là đó, ngày sau đó, tới chừng mà bốn phương có giặc đó khắp hoàn cầu xiết xiết xa xa đó, tới chừng đó là hết biết luôn rồi. Đây là tôi xin nói, ngày sau máy bay á, nó gớt cũng như cái núi vậy á. Rồi á, thì mà chạy máy bay bay không được luôn. Ngày sau tôi nói thẳng luôn. Đó là ngày sau nè. Đó thì nếu ai có chí làm lành thì mới được còn thôi. Còn nếu mà không làm lành thì cá ăn hết trơn. Cá mập, cái gì cũng ăn, các thú lội ra. Tới chừng mà núi đổ rồi đó, các thú ra, nó ăn thịt mình hết. Không còn cái gì nữa, ông bà cô bác ơi. Ráng mò lo ủng hộ, lo tu hành đi. Rồi ngày sau, Đức thầy độ mình, qua khỏi nạn. Bây giờ nếu mình không niệm Phật, đây nước dâng lên nè. Chứ làm sao mà mình sống đây. Nhờ Đức thầy có thiền để rước người tu hiền. Còn nếu không rước thì cá nó cũng rước mình luôn. Nhiều mình hay mơ nó phải rước hay đâu à. Đó thì cái người hung dữ ra cho bụi luôn, nó chết trơn chứ không còn ai nữa hết. Xấu kia tên gọi mãn xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần. Ông bà cô bác anh chị em phải ráng mà lo tu hành mà được gặp thầy. Nếu mà không có tu đó ha, là ngày sau không có gặp được đâu.
thì ông bà cô bác anh chị em phải ráng mà lo cúng lại lo tu hành. Ngày sau mới gặp được Phật thầy, ngày sau đó cơ hội long dân trên trời á đó, ngày sau lập hội đó mới trồng bay trên trời á, cho mình thấy, cho người hiền thấy, người hung dữ đâu có thấy được. Rồi ráng giữ đi, cho tu hành đi, rồi có thầy ủng hộ mình. Bây giờ đó đều chốt để tôi xin kể ra luôn. Ngày sau đó đây là lập hội thượng cổ, tức thầy cho biết đó, nếu mà ai ngày sau mà còn xác đó còn hồn thì là ngày sau phải đổi lại hết, chứ không có đổi xác này được, đổi xác tới hồn lại đó là đổi xác hết đó, là ngày sau mới lập lại đời thượng quân thánh đức, là người sống muôn tuổi lận, chứ không phải mà đi chờ. Rồi còn hỏi gì nữa không? Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Cúng cháu cũng xin cảm ơn ông hai đã chia sẻ cho bà con. Thì trong vấn thầy có nói ông hai ơi, thì là no chiều rồi lại đó mơi dương chẳng sắp chứng minh chờ từ đây. Thì vừa qua là chặn một chặng cung dích rồi, còn bây giờ là cuối năm dần thì nó có nhiều cái đại nạn, thì mà nước ngoài còn có chiến tranh nữa ông hai. Bây giờ Đức Thầy mới nói là khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn, trừ tài gian còn thiện chí tồn đó, cảnh xương núi máu xương ta thiết đó. Thì nghe cái đó đi, nghe trong cái đoạn đó đi rồi sẽ hiểu. Chứ bây giờ nói 5 năm mà không biết năm nào, đây tôi cũng nói trên nói nè, Đức Thầy cho biết là đinh tỵ sấm nổ thành lình mà biết năm tỵ nào. Bây giờ tôi cũng nói ha, tôi nói là năm tỵ mà đây tới rồi năm tỵ đó mà không biết năm tỵ nào. Thì cũng Đức Thầy nói là đây là gần tới ngày rồi, có Đức Thầy mới nói tu gấp gấp kiểu mau quá trời nè, nói chừng đừng có bàn thiên cơ nữa, nếu bàn thiên cơ đó thì thầy không có chịu được, không có chịu. Mình bàn thiên cơ nếu trúng á thì thôi, thật á thì mình biết sao nói đó. Bây giờ hai cái đó thôi, xin luyện bàn đi. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì chúc cháu cũng có nghe nói là có những cái chặng đó là để cho người đời thức tỉnh tu hành đó không hay? Có phải vậy không? Thì tôi không, Đức Thầy nói là làm mình bây giờ mình phải tu đây nè. Tu mà gấp gấp kẻ mau quá trời nè, cả chừng đối đầu có kiếm đường khùng đó. Thì Đức, mình phải tu gấp nè, nếu mình không tu á thì đây chết rồi nè, tới chừng chết rồi nè, rồi làm sao chết rồi cũng ra bàn tay trắng, mình có tu được đâu. Đức Thầy nói tu lận mà chết, chứ đừng để chết mà chẳng có tu đó. Ông hai ơi, thì ông hai cho con hỏi là hồi nãy thì ông hai có nói về sau này á, là trong giảng của thầy là nói là núi sẽ nổ, vậy thì núi nào nổ vậy ông hai? Ông hai có thể thì núi cấm cho núi nào núi cấm nổ cho, không có núi nào nổ cho. Ngày sau đó cho tôi nói cho nghe, ngày sau núi cấm nổ rồi có đền vàng, rồi bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết xích ta tha đó, thì bốn phương có giặc nó lại nó đánh nó chiếm mình, nó giành có vàng đó. Đức Thầy mới cho biết là ngày sau đó thì con máu chảy thành sông đó, qua lộ dân giáo máu đạo chính ghê đó, thì đó Đức Thầy nói trong đó đó là rồi gọn luôn. Thì ngày sau chết thành sông, thành nước, thành gì tùm lum hết, trời thay của mình nó nằm như cái núi ở đó đó, qua lộ dân giáo đó. Hả? Ghê dữ à? Ừ. Trời ơi, còn dữ nữa chứ không phải gì đâu, còn dữ nữa. Đây rồi nè, đây là Đức Thầy cho biết nè, đây văn năm nè, tôi nói ha, tôi nói sẵn luôn, tôi nói văn năm đối nè, văn năm đối nè, rồi nước văn năm dâng lên luôn nè, tôi nói thôi luôn. Ồ, ghê gì ông hai? Hả? Ghê gì ông hai, ghê dữ hả? Ừ, tôi nói cho nghe vậy thôi. Hình như trong giảng của các bậc tiền bối trước á, có nói là năm dần nhiều chỗ bơ dơ, bước qua năm mẹo như tơ có cùng, thì có phải là giống như là ông hai nói không? Thì đó cũng viết vô luôn đó. Bởi Đức Thầy nói là tôi thấy Đức Thầy rõ ràng luôn. Tôi thấy Đức Thầy đó ha, ông nói chừng nào mà râu của ta ở trên mặt tới cái đất này là rồi rồi đó nha. Thầy rồi rồi đó. Đức Thầy mới nói là mau nhà tôi gấp gấp nha, kẻo mau quá trễ đó. Là Đức Thầy phải tu gấp gấp đó. Đức Thầy mới nói chừng nào đó, tới chừng đó thầy về rồi, thầy về thấy thầy sẽ độ mình,
Rồi tới chừng đó mà thầy về mình có đâu có biết được. Thầy giả này giả cái kia giả cái nọ mình đâu có biết được. Thân cơ bất xả lậu thì thầy đó, thì thầy nói đó trong trong giảng đó thì cái gì cũng phải có hết, cho cái gì mà không có. Vậy rồi ông Hai ơi, ông Hai cho con hỏi một câu nữa. Thì thầy có nói là sau này là thầy có chèo thuyền Bát Nhã thì cứu những người hiền đức, thì cái chuyện đó như thế nào ông Hai? Thì đây nè, đây đó tới chừng mà nước dâng lên nè. Nước dâng lên là có thầy ủng hộ mình nè. Chèo thuyền Bát Nhã là để cứu người chuyên thế nè. Ai là người hiền đó? Người không mát ra tro bụi hết nè. Đó, rồi các thú kia đó lại ăn thịt mình hết, ăn thịt láng hết. Okay. Không còn ai hết. Còn chỉ một phần người là thầy cứu mình thôi, chứ không ai cứu mình. Đó. Chứ không ai cứu mình được hết. Có chỉ thầy cứu thôi. Là nếu mà mình không tu là sẽ không ai cứu hết. Nếu mà mình tu là được sẽ được Nếu mình tu thì mới qua khỏi thôi. Là ngày sau á, cá ông là còn cái gì mà cứu đó ha, là cứu mình hết. Là thầy cũng cứu mình luôn. Bởi vì thầy đi dạo bốn phương mà. Người gặp người hiền là cứu, còn gặp người hiền cứu à. Là nước dâng lên đó. Người ta hỏi mày sao mà sống. Cấp đó, đó thì thầy cứu hết trơn đó. Người cứu người hiền chứ ai cứu người hung đâu. Đó. Bởi vì trong cái đoạn Đức Thầy có nói rõ ràng hết trơn. Mà tại vì mình không hiểu thôi. Ông bà, cô bác, anh chị em phải ráng mà lo cúng lại, lo hành đạo, lo tu hiền. Đó, kẻo mau quá trễ đó. Thì chừng đó đầu có kiếm đơn khùng. Vậy ta nên làm việc thân ngay đó. Dạ, ông Hai ơi, tại sao mà... Dạ, giảng thầy có nói về cái cuộc tận diệt đó ông Hai. Tại sao không tận diệt luôn mà lại có những cái cuộc mà đại nạn đó ông Hai? Tận diệt không phải. Tận diệt là những loài gian ác. Đây là gian ác nè. Gian ác là 18 nước nè, nó qua đánh mình nè, nó gian ác đó. Nó qua đánh mình, nó chiếm mình nè, là tụi gian ác đó. Thấy không, nghe rõ chưa? Đó là tụi gian ác đó. Là đó, nó đây ngày sau nó chết hết trơn chứ không còn. Ngày sau đó là thâu hết trơn, Phật thâu hết trơn. Tới đâu nó cho bay nữa. Rồi tới chừng đó súng đạn này kia nó thâu hết trơn, Phật thâu hết trơn. Đâu còn gì nữa. Thâu ngũ hành tu hết rồi. Ngày sau mà thổ ba công chúa đánh là đồ lư là rồi ông Dương Tiễn là đánh tới chừng đó đánh rồi ai chịu nổi. Tới chừng đó rồi có Phật chỉ cứu thôi. Có Phật chỉ bao cái đó lại bắt nó được thôi, lưới trời đó. Lồng lộng đó. Bao hết, bắt thú hết. Rồi, rồi tới chừng đó mới tận diệt. Mới tận diệt lập đời trở lại. Chứ đâu có rồi hạn là 3 năm 6 tháng cơ hàng nữa nè. Đó, sống nổi không? Anh em sống nổi không? Đó. Bây giờ đó 3 năm 6 tháng cơ hàng thử đó. Mà biết làm sao đây? Đức Thầy mới cho biết bây giờ mới gồm lại cái người hiền để ra để qua một bên. Đó là người gian ác bị tiêu diệt hết. Người ta bật thử hết trơn. Mà trong 3 năm 6 tháng đó là như thế nào hả ông ơi? Ừ. Là 3 năm 6 tháng đó. Là mình chịu khổ hay gì không hả? Là mình chịu khổ hả? Chịu khổ luôn. Chứ có gì đâu. 3 năm 6 tháng nếu mình người hiền đó mới vô được cái đó là hết khổ. Biết không? Nếu mà vô được cái gốc mà Phật cho mình người hiền à, tại một gốc. Còn người gian ác nó đâu có vô đó được. Đó. Thầy nói cho mày nghe. Chứ không phải mày ai muốn vô vô. Ai muốn ra ra. Không có. Vô là người hiền chỉ vô thôi, người ra không có, người ra, cái người đó, người vô rồi không có ra được, còn có người muốn vô không có vô được. Chỉ làm gian ác làm sao ra, mà có biết niệm Phật nó làm sao ra. Đó. Bởi vậy á, Đức Thầy cho biết nè, bây giờ mình phải ráng lo cúng lại niệm Phật nè, lo tu hiền đi. Lần mà ngày sau coi hội lông dân nè, trên trời đó, rồi lập hội rồi đó. Thầy mới nói là ngày sau chết đó, thảm thê lắm. Chứ không như bây giờ đâu. Rồi mình còn cái nạn là cái nạn mà chết tới nữa nè. Chết tới nữa nè là ông dịch nữa nè. Quỷ ma đi đứng nửa lần nè. Nó còn đây nè. Nó còn chấn dướng đây nè. Nằm tới vậy nè. Nằm gì đây nè. Nó còn tới dướng đó. Cho tôi nói cho nghe.
chứ không phải gì đâu. Bởi vì là khổ ở đây, từ đây sắp tới khổ hoài, khổ hoài cho tới tận diệt 2000 năm lập đời trở lại. Đó. Đức thầy cho biết mà không tu nó thì thôi rồi rồi. Mà tại sao lại có cái cuộc tận diệt này hả ông hai? Hả? Tại sao lại có cuộc tận diệt này? Tận diệt này mới lập đời trở lại. Lập đời trở lại mới được. Qua đời thiên cổ sống muôn tuổi. Chứ bây giờ mà sống cái đời này sao được? Đóng cái đời cái là cái đời này là đất nước gió lửa là tạo thành là cái giờ nó cũng ra rồi một cho bụi đó. Nó cái gì cũng khổ hết làm sao được. Bởi vì ráng lo đi chờ Đức Thầy nói đi trời ráng lo kiếm cúng lại niệm Phật. Niệm Phật cho nhiều càng tốt. Mình niệm Phật để làm gì? Nếu mà niệm Phật 10 câu, Phật bù 10 câu. Phật cho mình 10 câu đó. Lời ráng niệm Phật mà tại sao mà không niệm Phật? Cứ lo tối ngày lo niệm Phật ít câu là câu mau. Chữ lộn sùm nữa. Hết trời rồi đủ người ta hỏi mày thì sao đây? Sao mà thay đổi mình được? Đó. Bây giờ bởi vì cứ quyết bây giờ đó. Từ đây sắp tới khổ, khổ lắm rồi. Ông hai ơi, thì... phải mà lo cúng lại lo tu hành mới được. Dạ, ông hai ơi. Có ngày gặp thầy. Ông hai ơi, ông hai cho con hỏi. Thì hồi nãy thì ông hai có nói với con á, với cộng đồng mạng á, thì là năm sau là sẽ đói nè. Thì đây năm tới nè. Dạ. Năm tới nè. Là có ông hai có bằng chứng hay là giảng nào nói ra không ông hai? Không, cái đó là cái bằng chứng đó là tôi thấy thầy thôi. Tôi nằm bao thấy luôn. Dạ. Thấy ông gì vậy nè. Dâu tới đất nè. Ông nói chuyện nào mà dâu ta tới đất đó là rồi. Mà ông nói trước luôn quan năm đói. Rồi nước dâng lên nữa. Quan năm nước lên nữa. Ông nói rõ ràng luôn. Rồi ông đi tới đâu đó ha. Là thơm tới đó. Mùi thơm vậy đó. Ông. Làm sao không tin được. Là thầy... thầy với vậy thầy giả đủ đi đủ hết rồi làm sao mà mình có ai biết, chỉ mình tôi biết thôi chứ không ai biết nữa. Nói thiệt tôi là tôi gặp Đức Thầy 2 lần rồi. Trước cái đời Long Hoa đó thì sẽ có những đại nạn nào xuất hiện không hay biết không hay không? Cái đó là nửa sao đánh trên trời nữa kìa. Sao nửa thổi ba công chúa rồi đánh đồ lư gì tùm lum mới đánh hơn đó, rồi có chiến tiễn nữa, đánh một sáp đó rồi. Đó rồi Phật trời mới thâu hết. Rồi nó mới lập trời trở lại đó. Rồi tới chừng đó Minh Vương đó, rồi mới Minh Vương làm vua, rồi bà Hoàng hậu làm vua luôn đó. Là trong lúc đó ổng có 6 tuổi thôi. Bà Hoàng hậu 16 tuổi gì đó. Đó. Rồi đó thì là trong đúc đó làm vua được là mới được bình yên luôn. Trong đầu qua thiên cổ luôn. Mình không mà Đức Thầy nói là sợ mai sau dòng thấy bay hồn rồi. Còn cái gì nữa? Đức Thầy cho biết rồi. Sợ mai sau dòng thấy bay hồn. Trừ tài gian còn thiện trí tồn đó. Cảnh sườn nước máu sườn xa thiết đó. Đức Thầy có nói rõ ràng trơn mà. Chắc sau này ghê lắm không ai? Mà nhìn thấy bay hồn dữ ha. Chị mới gì? Đức Thầy mới nói rõ ràng cho ngày sau rồi. Không còn cái gì nữa hết. Chắc, có khi là... không ai còn nữa. Rồi. Nổ trái đất không? Ừ. Tới chừng nổ rồi đó. Là rồi rồi đó. Dạ. Rồi rồi đó.